lô mít cương mới về. Tay cột Makita anh chưa dọn nhá. Đó, toàn hàng hệ nhá. Hitachi Makita 13. Đây là Komatsu 3500. Tay cột đời mới. Tay cột hàng bầu này. Đó, giống như con Echo 330 ha. Đây là Hitachi 35. Đó, tay dài Echo Kyorip. Đó, ST này. ST nó 017, 018, 021, 023, 024. 020 cũng có. Đó, 041 này. Toàn những hệ đời cao này. Xịn sò. Shingu 940, Ryubi 435, Makita 333. Đó, tay cụt lớn này, mã số là 35 này. Đây là G310. Rồi, rất là nhiều máy nhá. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ với em ha. Đây là Echo 355. Echo 3007 này, một cặp siêu VIP luôn. Đó. Rồi, ok. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em xem cảm thấy kết nào liên hệ với em ha. Mình sẽ dọn nổ cho anh em. Anh em mua chưa dọn, có giá của chưa dọn nha anh em nhé.